Tiếp theo xin mời nghệ sĩ ưu tú Phú Quý ca những bài ca cúng dường lên chư tôn đức cũng như phục vụ các vị khách quý. Xin mời ca sĩ Phú Quý. Ai nức nở quỷ bên
bởi làn phấn son còn rõ đang bay mái nhà phong nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vậy ơi, xin đa tạ rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh Thiền, người anh lớn của tôi, luôn luôn có mặt trong tất cả mọi sự kiện đối với Hoa Nhi Kết Thúc Hòa. Quý cũng mới vừa đi chuyến xa lắm mới trở về Việt Nam. Nghệ sĩ mà thì là anh gia của nghệ sĩ mình, đó là ý chí của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Nó thú gì không, người nghệ sĩ nào mà chúng ta nghĩ rằng khi cuối cuộc đời vẫn phải về ngôi nhà này, ở đây ấm áp lắm quý vị ơi, quý sinh ra quý rồi. Xin đa tạ và chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Phú quý chúc quý vị lúc nào cũng cười hề hề. Em đi
tiền trong tủ đã bị già như già kiến, nhớ chớ đi xài phung phí mà tán tay suy sĩ. Vợ chồng là tri kỷ, dùng phúc đến bánh nhỉ phải giữ câu chung thủy. Đừng chê vợ phát phì, đừng chê chồng xấu xí. Rồi sang tâm phung phí, gia đình mất hòa khí, hạnh phúc sẽ có gì dỗ ta dùng như vậy. Những cô gái xuân thầy điều này cần phải nghi, tình yêu là nó quý, đừng vì đô la Mỹ bỏ cái xuân dung đi, chạy xuống xe mẹ xưa đi. Bậc mẹ cha chú ý giáo dục con thật kỹ, đừng bước vào ma túy, căn bệnh của thế kỷ, thành ố như cộng chỉ kể như đầu em xuyên. Thành công không thể nghĩ, thất bại đừng đáng chí, gặp gốc cùng nhau ký, cứu trợ rủi nó đi. Những lời chúc của phú quý, quý vị cảm thấy vừa ý, tự nhiên liền xì cho phú quý cảm thấy tài để ý. Xin cảm ơn rất nhiều anh và bác. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tôn Đức. Bà quý Tôn Đức chứng minh kính thưa toàn thể quý vị quý vị. Vào giờ này, xin mời các vị hoa lễ đạo thuận quốc đi tiến về chư tôn thiền đức trước khi dâng bày. Lập ba hỏi nga đô lan phàm dũng hoa huy nghe hoàng nga đốt ma hôn nga đẳng nga lễ mười nga quân nga tam nga thái nga phật nga pháp nga thắng nga hình tôi nga luôn nga mất nga mọt nga nga chẳng quan yếu